Xin chào quý vị và các bạn. Vùng hội tụ trong đới gió Tây trên cao đã di chuyển nhanh về phía đông và đẩy dần lên, khiến cho mưa giảm dần từ Tây sang Đông. Bên cạnh đó, thì áp thấp khô nóng ở phía Tây đang có xu hướng mở rộng, nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Sự kết hợp của hai hình thế này đã khiến cho thời tiết của miền Bắc có sự phân hóa ở hai phía Đông và Tây. Ở phía Đông Bắc Bộ, độ ẩm không khí về đêm và sáng vẫn đạt mức khá cao, trên 80%. Trời nhiều mây và một vài nơi còn có mưa xuất hiện, chủ yếu về đêm và sáng sớm, khiến cho nền nhiệt độ vào ban đêm chỉ giữ ở mức từ 22 cho đến 24 độ, tiết trời đầu hè nhưng lại se lạnh. Tuy nhiên, sau khoảng 8 giờ cho tới gần trưa thì lượng mây giảm dần và nắng trải rộng, nên nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất tại vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ, ven biển Đông Bắc Bộ chỉ từ 30 cho đến 31 độ. Trong khi đó, thì các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ở gần vùng áp thấp nóng nên trời phổ biến ít mưa, về đêm và sáng sớm thì một vài nơi có sương mù nhẹ nhưng tan nhanh nên ít ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ, ngoại trừ một số nơi ở vùng núi cao như là Sìn Hồ, Sapa và Pha Đin có nhiệt độ xuống dưới 19 độ. Sang ngày mai, trên toàn khu vực trời có nắng từ khá sớm, khiến cho nền nhiệt tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất đạt được ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Một số nơi như là Mường La, Phú Yên, Hòa Bình còn lên tới trên 34 độ. Nằm ở xa về phía Nam, nhưng các tỉnh ven biển Trung Bộ cũng chịu sự chi phối chính của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng nên thời tiết cũng phổ biến ít mưa. Ban ngày trời có nắng với số giờ nắng khá cao và nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Sự phân bố nhiệt độ khá đồng đều từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cho tới Quảng Bình, Quảng Trị, cũng như xuống tới tận Ninh Thuận và Bình Thuận. Nhiệt độ cao nhất ngày mai đều sẽ đạt được trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Chỉ riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ như là Hồi Xuân, Tương Dương, Quỳ Hợp thì nhiệt độ lên tới 35 đến 36 độ, trời nắng nóng. Mưa giảm, nhiệt tăng về mặt tích cực cũng sẽ giúp cho cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân miền Bắc và miền Trung trở nên thuận lợi hơn. Cho tới chiều tối qua thì mưa lớn vẫn còn xảy ra tại nhiều nơi, gây nhiều thiệt hại. Tại Thanh Hóa thì trận mưa lớn kéo dài từ 16 giờ chiều đến tối qua, kèm theo gió lốc chút xuống đã làm nhiều tuyến đường bị ngập. Hàng trăm tấm biển quảng cáo, pano bị thổi bay, cây cối đổ ngã, điện lưới cũng bị cắt đột ngột. Tháng 5 cũng đánh dấu mùa mưa bão bắt đầu, vì vậy mà người dân ở khu vực rất cần đề phòng những hiện tượng mưa dông, lốc xoáy, đặc biệt là lũ quét và sạt lở ở vùng núi. Trong khi đó, thì các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có nhiều sự thay đổi về thời tiết trong giai đoạn đầu mùa mưa này. Ban ngày trời có nắng với số giờ nắng khá nhiều, khiến cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực vẫn đạt ở mức cao. Từ vùng cao nguyên lộng gió như là Kon Tum, Lắk Đắk, Lâm Đồng cho tới vùng sông nước miền Tây như là Cần Thơ hay Bạc Liêu, Cà Mau đều có nhiệt độ cao nhất đạt được từ 31 cho tới 34 độ. Riêng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ. Đến chiều tối mai thì vùng cao Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện những đám mây đối lưu, gây mưa rào và dông rải rác, khiến cho không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn sau một ngày đầy nắng. Tuy nhiên thì mưa tại Nam Bộ và cả Tây Nguyên sẽ giảm dần trong những ngày gần cuối tuần. Trên biển thì đới gió đông đến đông nam với cường độ trung bình tiếp tục thịnh hành trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, thời tiết rất thuận lợi cho các chuyến ra khơi đánh bắt. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ. Trong khi đó, ở phía nam của Biển Đông, gió chuyển dần sang hướng đông đến đông bắc và mưa dông xuất hiện rải rác ở phần phía nam của quần đảo Trường Sa, khiến cho tầm nhìn giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 33 độ. Thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước vào ngày mai sẽ khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!